Chào chị một chút nha. Thời gian đầu khi mà con học nhạc tại trường New Kids á, so với cái khoảng thời gian đến bây giờ thì con thấy là mình đã có những cái thay đổi như thế nào rồi? Dạ, thời gian đầu học với New Kids thì rất là nhút nhát, không có mạnh dạn như bây giờ. Nhưng mà sau cái cổ vũ của các bạn ở New Kids và cả thầy Kỳ Anh thì em cảm thấy rất là tự tin và năng động hơn trước. Theo như cô được biết là cái khoảng thời gian đầu học á, thì em thường có những cái khó khăn khi mà tiếp xúc với những bài mới. Vậy thì bây giờ thì mình đã khắc phục được cái khó khăn đó chưa? Dạ, rồi. Và dạ, thì lúc mà thầy Kỳ Anh đưa bài mới thì em cứ tưởng tượng là bài này rất là hay và rất là hấp dẫn, thì tạo cái động lực để tập bài này. Thì sau khi làm được tập được xong cái bài này thì em cảm thấy tự tin hơn. Cảm ơn phần chia sẻ của Nguyễn Võ Hoàng.